Vâng, xin chào. Hôm nay tôi lại có một mẫu âm ly của Đền Đông, có mã là 1850. Âm ly tôi bán giá 3,5 triệu đồng. Âm ly còn rất đẹp nhé. Hàng bán bảo hành cho các bác nên bác yên tâm về chất lượng. Đánh hai đôi loa chính là AB, có chỉnh bát chép. Lên xuống, xoay đây. Bát đây, xoay đây. Đã cắm tín hiệu analog, tí tôi sẽ chuyển sang đường quang. Âm ly này thì có đường quang là DVD và TV, không nhầm là như vậy. Mở to nhạc một chút. 3,5 triệu đồng. Còn âm ly số có đường quang, rồi các bác dùng lấy tín hiệu từ trên TV thông minh xuống rất tiện. Xin hãy cho tôi đem hành. Đây là phần sau, thông số kỹ thuật. Đánh hai đôi loa chính AB, loa center, loa surround. Số series 995, 220W, điện 100V. Sản xuất tại Hàn Quốc. Lưu ý các bác là các hàng của tôi đều điện 100V, đa phần. Còn con nào 220 tôi sẽ nói 220. Còn hàng bãi của Nhật là đều 220. Tránh trường hợp hôm nọ có khách tôi gửi vào Nghệ An một con âm ly Builder 7900 này cực kỳ đẹp, nhưng vào khách cắm nhầm điện, xong khách cò cưa nói bố la bố lếu rất phiền. Gửi vào Nghệ An một con như này rất đẹp luôn. Tôi đã có video quay rõ ràng khách cắm nhầm điện, cuối cùng là đổi thế này đổi thế kia. Đấy, tôi sẽ xử lý sau. Vâng, còn con âm ly này tôi quay lại âm ly này. Con này bán giá là 3,5 triệu, hàng bao zin đẹp long lanh. Mở to nhạc với các bác nghe, đang để analog nha. Tôi sẽ chuyển sang đường quang, ấn vào đường quang tôi đang cắm vào chắc DVD. Chuyển sang input auto xem nào. Mẹ đưa cho chả xương cả, chả không ăn xương cả. Đường quang số 1 tôi đang cắm vào đường PV. Nó sẽ nằm ở DVD hoặc TV. Đây đằng sau, tôi quay lại mặt sau. Có 3 đường quang, OTP1, OTP2, 2 đường quang vào, 1 đường quang ra. Các cái hàng tôi đều test cẩn thận. Bởi tại sao tôi test cẩn thận? Bởi vì tôi không thích lằng nhằng về sau này. Chứ tránh trường hợp là khách bảo hàng cái này hàng đi kia. Tôi mở to mời các bác nghe. Con âm ly đa kênh 7.1 của Yamaha cũng bán 3,5 triệu đồng. Đây mã 1850. Còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3 chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Khách hàng mua hàng đến tận nơi hoặc chuyển tiền đặt cọc 1 triệu là tôi gửi hàng đi qua dịch vụ Viettel, phí vận chuyển người mua phải chịu. Xin chào, hẹn gặp lại.